tên Hòa Thượng Nguyễn Công Thông và cùng Chư Tôn Thiền Đức trong ban tổ chức lớp học chuyên đề tổ sự thiền. Kính thưa quý vị hành giả, hôm nay là chúng ta cũng có đủ cái duyên lành để mà gặp nhau để trao đổi vấn đề công phu. Thì trước hết mình cũng phải chào tất cả quý vị. Chúng ta hiện đã có mặt để mà gặp nhau trên đài này cũng là một cái nhân duyên lớn, mà bây giờ mình đã qua trải qua nhiều ngày trong cái bệnh dịch mà chúng ta đã vượt qua được. Sức khỏe hôm nay chúng ta còn đầy đủ để mà ngồi lại đây mà nói lên cái vấn đề trao đổi công phu tu hành để giải quyết vấn đề sanh tử. Thì đó là một cái nhân duyên lớn, và cái thiện căn này quý vị đã gieo trồng trong nhiều kiếp mà hôm nay chúng ta đã trưởng dưỡng bồi đắp để mà tiếp tục gia cố tâm lực này, bồi đắp cái phước huệ này để mà sớm thành tựu được cái đạo quả giác ngộ. Vì theo như lời của Phật dạy, mình được thân người là khó, mà được cái gặp được Phật pháp lại là khó hơn. Cho nên bây giờ chúng ta đã được làm cái thân người lục căn đầy đủ, được cái thuận duyên trong cái cuộc sống ở trên cái đời này, mà còn được á, gặp được Phật pháp và còn phát tâm á, để mà tu hành. Thì đây là một cái biết rằng cái vấn đề mà chúng ta đã gieo trồng thiện căn trong nhiều kiếp, đã trưởng dưỡng cái duyên lành này, bồi đắp cái phước huệ này không có gián đoạn. Thì cũng mong rằng tất cả hành giả chúng ta nương cái tháng duyên này mà gia cố tâm lực và công phu cho nó khẩn thiết, để được cái thuận duyên bồi đắp phước huệ này đời này cho đời sau, đến khi nào thành tựu được đạo quả giác ngộ để mà chấm dứt cái sinh tử khổ đau này. Thì như vậy thì quý vị cũng biết được á, mình đã thừa ơn đức của Phật Tổ mà mình được cái lãnh hội được cái thắng duyên phước báo này, được cái gặp được Phật pháp để mà phát được cái tính tâm tu hành, mà mỗi ngày để được trưởng dưỡng bồi đắp cái phước huệ gia cố công phu tham thiện, để mà quay về với chính mình. Thì đây là một cái tháng duyên phước báo mà quý vị đã được gieo trồng trong nhiều kiếp, mà hôm nay mình mới được làm cái thân người rất khó rồi. Mình đã vượt qua được nhiều kiếp khó khăn mới được làm cái thân người mà trọn vẹn mà như thế này, mà còn được cái thuận duyên lớn là gặp được Phật pháp, mà nhất là được cái nhân duyên mà tham tổ sư thiền. Tham tổ sư thiền là một cái vấn đề mà cái phước đức nhân duyên lớn mà mình đã có cái thiện căn bồi đắp cái phước huệ này được trong nhiều kiếp ấy. Hôm nay chúng ta mới cùng nhau để mà bồi đắp trưởng dưỡng cái thiện căn này. Như cái vấn đề chúng ta đề câu thoại để tham cứu về chính mình, thì để giải quyết vấn đề sanh tử
mà Đức Phật đã dạy chúng ta, chư tổ đã dạy chúng ta. Chỉ có cái pháp tham thiền để giúp cho chúng ta sớm được cái khai ngộ, để mà chấm dứt cái khổ sanh tử trầm luân, không còn chìm đắm ở trong thế gian này nữa. Thì đó là một cái vấn đề mà tất cả hành giả chúng ta được cái may mắn, được cái thắng duyên mà chư tổ đã không quản ngại gian lao khó nhọc mà triển khai hoằng hóa để dẫn dắt cho chúng ta an tường mà phát khởi được cái tính tâm công phu tham thiền. Thì đây là một cái vấn đề hết sức là khó khăn mà hôm nay quý vị đã lãnh hội và phát được cái tính tâm tham thiền, thì mình mới biết được ấy, là cái duyên này không phải là dễ được, dễ có được đâu. Cho nên hôm nay quý vị phải phát tâm tinh tiến để mà đề khởi công phu tu tập cho nó vững mạnh. Thì cái phần mà khai ngộ ấy, thì mới có phần cho chúng ta. Bởi vì mình trên đời này ấy, mình có được cái may mắn mà có được cái nhân duyên này nè, mà cái cơ hội này nè, mà chúng ta không có khẩn thiết tu tập để bỏ lỡ, nó trôi qua rồi thì chúng ta hối tiếc cũng muộn. Cho nên hôm nay mình được cái duyên, được cái duyên lớn này thì phải cố gắng để mà duy trì và phát khởi được cái tính tâm đề khởi câu thoại tham cứu. Chúng ta chỉ có nương vào cái câu thoại đầu mà đề khởi tham cứu, phát được cái nghi tình, thì đó là một cái thắng duyên lớn mà đời này không ngộ được thì đời sau cũng là cái cơ hội đó, nó mới đến được với chúng ta. Bởi vì á, không phải dễ gì mà phát khởi được cái tính tâm mà chúng ta đã tin được rồi, tin được mình, tự tâm của mình có khả năng giác ngộ mà phát khởi được cái công phu như vậy đó, thì mình phải biết được là không phải dễ gì mà có được đâu. Cái tâm này thấy vậy đó, nhưng mà quý vị thấy nhiều người phải chìm đắm trong trần lao, phải trôi lăn trong sanh tử mà đâu phải thoát ra một cách dễ dàng được đâu. Muốn thoát ra là thoát ra được đâu. Cho nên hôm nay á, mình phát được cái tính tâm mà đề khởi câu thoại để quay lại với chính mình, tin được mình có khả năng giác ngộ bằng Phật, thì chúng ta mới dũng mãnh mà tinh tiến để hành để tu tập mà không có quản ngại gian lao khó nhọc, không có sợ cái chướng duyên trắc trở nào, nó có khó khăn nào chúng ta cũng khắc phục để hóa giải mà vượt qua. Thì đó là một cái điều mà hành giả chúng ta phải dũng mãnh, phải tinh tiến dũng mãnh lên để mà mình công phu không nhàn rỗi. Mặc dù chúng ta sống trong trần lao này nó gặp nhiều cái chướng duyên, nhiều cái sự mà trở ngại để cản trở chúng ta trên đường tu tập, nhưng mà mình vì cái lòng tin Tam Bảo mà lòng tin được tự tâm của mình có khả năng giác ngộ, thì mình mới khẩn thiết không có quản ngại khó nhọc gian lao, mà mình luôn luôn khẩn thiết đề khởi câu thoại mà tham cứu. Vì chúng ta
than câu thoại. Tất nhiên là mình quay lại với chính mình mà mình không hiểu được, chưa nhận ra được, chưa nhận ra được chính mình, nhưng mà cũng là một cái tháng duyên để mà chúng ta thao thức. Mình có thao thức, mình có gia cố cái tâm lực công phu như thế thì cái cơ duyên đó, nó mới chín mùi, thì mới bùng dở ra được. Vì quý vị thấy á, khi cái duyên mà nó mùi rồi á, nó chín mùi rồi á, thì chỉ cần một câu nói mà mình nghe qua mình liền lãnh hội. Chẳng hạn như mình thấy như Lục Tổ nghe qua một câu kinh mà người bên cạnh họ đứng họ tụng kinh, mình đứng bên cạnh mình nghe được. Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, ngài bừng sáng lên liền. Đấy, đã có cái duyên á, nó chín mùi rồi đó, thì nó đến đây thì chỉ cần có cái duyên đấy nó phát khởi được là chúng ta đã trực nhận ra ngay. Thì cái câu thoại đầu mà hôm nay hành giả chúng ta đề khởi câu thoại mà tham cứu, mặc dù mình chưa nhận ra được mà mình có cái sự thắc mắc, có sự thao thức á, thì bởi vì hỏi về chính mình mà tại sao mình không nhận ra được, mình hỏi về chính mình mà tại sao mình không nhận ra, mình nhìn lại chính mình mà tại sao mình không thấy. Suy gẫm mà mình suy nghĩ mà mình không biết mình là cái gì, nhìn không thấy, giờ không đụng, nó có thì mình không biết, nó không thì không được. Như vậy á, thì chúng ta tham thiền là để nhìn lại chính mình, nhìn lại chính mình thôi. À, tại sao mà cái thân này thì Đức Phật nói là cái thân quyển quá vô thường, mình tin rồi đó, mình thấy trên mình là ông bà cha mẹ của mình đã đi qua, thì bạn hữu đều có cái sự vô thường, biến hóa, biến đổi, nó không có tồn tại được. Như vậy là cái sự vô thường này mình đang đối mặt, mình đối mặt với cái vô thường mà mình không có giữ được chính mình, cái thân này mình không giữ được cái thân của chính mình, thì làm sao mà mình làm sao mà thoát ra được đây. Đấy, chính vì cái chỗ này nè mà hành giả chúng ta phải thao thức. Mình có sự băn khoăn thao thức, đề câu thoại để hỏi về chính mình mà mình không nhận ra, mình nhận ra không được. Tại sao mình không biết mình là cái gì? Vì mình không biết mình là cái gì thì ông bà của mình cũng không biết là cái gì. Thì ông bà của mình đã mãn duyên tình thế rồi, cũng xả bỏ cái quyển thân vô thường này, cũng giống như mọi người vậy. Rồi chúng ta cũng lần lượt rồi đến chúng ta, rồi cũng sẽ như vậy. Mình cũng đối mặt với cái vô thường này, nó không biết đến với mình lúc nào, mà nó đến rồi ấy, thì sao nữa, thì thay đổi thân tướng. Nhiều kiếp mình đã từng thay đổi thân tướng này rồi, cho đến ngày hôm nay cái thân tướng này mình làm được thân người, thì mình cũng khó khăn lắm mới được thân người, mình cũng trôi lăn trong nhiều kiếp trong các cái thân tướng khác, mà hôm nay mình được làm người hoàn hảo như thế này thì đó là cái phước đức nhân duyên mình đã bồi đắp trong nhiều kiếp.
mà đời này mình không nỗ lực công phu, không có nương cái thân này để công phu tu tập, không có nương nơi cái thân này để mà giác ngộ chính mình, thì để rồi trong cái sự mê lầm chìm đắm trong khổ đau sanh tử trôi lăn như vậy đó, rồi không biết bao giờ mới được cái thân người nữa. Quý vị thấy coi, cái thân người này nó được cái thân người này đâu có dễ đâu, không thấy vậy đó, nó vô thường mỏng manh như vậy mà muốn giữ nó không phải dễ, mà muốn được cũng không phải là dễ đâu, muốn được cái thân người không có dễ chút nào. Vì thế mà hôm nay chúng ta được cái làm người mà gặp được Phật pháp, thì cái sự tu tập này phải hết sức khẩn thiết, phải cố gắng để cố gắng lên để mà chúng ta gia cố cái tâm lực công phu tu hành, mình nương vào cái lời dạy của Phật tổ qua kinh sách, mình nương vào cái lời dạy của chúng tăng đã nhắc nhở sách tấn cho chúng ta thì mình phát được cái tính tâm một cách mạnh mẽ để mà đề khỏi công phu tu hành, để mà quay lại với chính mình, mà mình sớm được nhận ra ta là cái gì. Tại sao mình mới hỏi ta là gì? Cái gì cũng ta hết á, mà ta là cái gì mình nhận không ra, mình biết không được. Như vậy á, thì tại sao mình muốn cái gì cũng là của ta hết á, mà ta là gì mình nhận không được, ta là ra sao mình không biết được. Thì cái câu thoại là để cho chúng ta quay lại với chính mình, hỏi là hỏi chính mình phải nhận ra chính mình là gì. Thì chư Phật chư Tổ đã nhận ra được chỗ này, gọi là giác ngộ. Chúng ta tin được cái khả năng của mình cũng giác ngộ được chư Phật, thì mình mà hiện tại này chúng ta còn phải chịu cái mê mờ của trần lao nó che phủ, gia cố công phu một cách khẩn thiết để mà lướt qua mọi thứ, mọi cái chướng duyên, mọi cái khó khăn, để mà chúng ta đi đến cái chỗ giác ngộ chính mình. Thì chúng ta chỉ được như vậy đó, thì cái sự công phu, cái sự tu tập này nó mới không phí uổng. Chứ còn không á, thì một đời luống qua mà mình không có nhận được chính mình, cái thời gian vô thường nó mỏng manh lắm. Như vừa qua quý vị thấy á, trong cái cơn dịch bệnh Covid, nhiều người mà có nhiều tiền của mà cũng không có cứu chữa được, huống gì là những cái người mà kém may mắn, sống nghèo khó cực nhọc, thì đâu có đủ phương tiện để mà cứu chữa nổi cái thân này mà không, mà có tiền có của cũng chưa hẳn là cứu được, chứ được nói là cái tiền của mà đã yếu kém nữa. Như vậy á, để thấy được rằng cái vô thường, chúng ta không có phải mà giữ nó một cách dễ dàng đâu, chúng ta giữ không có được đâu, cái thân này không có giữ nó được, vì vô thường nó đã đến thì nó đã đến, không giữ được. Muốn bệnh nó là bệnh, chứ còn mình cản trở cũng khó, không phải dễ gì cản được cái bệnh đâu. Cho nên á, quý vị
cả chúng ta nương nhờ cái phước lực của Tam Bảo mà phát được cái tâm mà tu hành, thì phải hết lòng khẩn thiết mà kính tin Tam Bảo, thì phải khẩn thiết công phu tu tập nương nhờ cái phước lực của Tam Bảo mà mình hết lòng tu tập, thì mới có cái cơ hội á khai mở cho chính mình, còn mà không thì cũng khó lắm, không phải dễ đâu, không phải dễ gì mà mình khai mở được đâu. Mình thấy á, chư tổ mà cái người mà kém may mắn thì cũng phải công phu gian truân dữ lắm mới thành tựu được, chứ không phải dễ gì mà thành tựu một cách nó ngon lành như mình tưởng được. Thì bằng cách đó, cụ thể nhất là chúng ta nè, hành giả chúng ta bây giờ mình đề câu thoại, nhưng mà có nhiều vị đâu phải đề câu thoại một cách mà nó ngon lành đâu, nó cũng bằng dập lắm, nó cũng đủ thứ cái chướng duyên á, cũng bị cái vọng tưởng trầm lao nó chi phối, rồi không có dễ chút nào hết. Cho nên á, mình phải dũng mãnh tinh tiến và hết lòng để khẩn thiết như vậy, để mà cái công phu này nó mới bồi đắp được cái thắng duyên này, để mà thành tựu được cái đạo quả đó. Thì quý vị thấy không, có những người đến với ta Phật pháp mà phát được cái lòng tin thôi mà cũng khó nữa, không phải muốn tin là dễ đâu, mình tin được cũng là khó khăn rồi đó, còn mình chưa nói đến cái chỗ mà mình gia cố công phu tu hành, nó gặp bao nhiêu cái chướng duyên khó nhọc đó, thì nó làm cho mình phải thối chuyển cái tâm ban đầu, không có công phu được. Cho nên nói là quý vị có được cái duyên để mà tu tập ấy, thì cố gắng hết lòng. Cái gì thấy nè, bây giờ mình ngồi lại để mà chia sẻ, trao đổi cái công phu tu tập, rút cái kinh nghiệm của bạn hữu chư huynh đệ mà chung quanh chúng ta, để mà sách tấn tu hành. Thì có cái nhờ cái bạn hữu sách tấn thì chúng ta mới có những cái động lực mà nó đẩy lùi cái sự giải đãi, nó mới tinh tiến công phu tu hành dũng mãnh được. Thì cũng nương nhờ bạn hữu mà phát được cái tính tâm, cũng nương nhờ thiện trí thức mà tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng ta phát được cái tính tâm, dẫn hành tâm lực mà công phu một cách tuyệt để. Nhờ vậy đó thì chúng ta mới trưởng dưỡng cái thiện căn đời này và đời sau, nó mới luôn luôn khẩn thiết đi đến cái chỗ khai ngộ cách mà nó dễ dàng. Chứ còn mà không á thì gặp nhiều cái chướng duyên chúng ta thối chuyển. Có nhiều người mới đến
nghe nói đề câu hỏi tham tham cứu thì trực chỉ, mà trực chỉ thì nhanh lắm, lẹ lắm, nhưng mà làm được thời gian rồi mình không nhận ra được. Thì cái lòng tin đó nó lần lần nó thối chuyển. Thì qua đó để thấy được á, cái lòng tin mà nó kiên cố đó không phải dễ gì mà nó giữ bền được cái lòng tin kiên cố đâu. Nhiều người á, nó thối chuyển rồi chưa có tới nơi tới chốn mà lòng tin nó đã thối chuyển rồi. Nhân như thế thì cái quả nó cũng như thế, thì làm sao mà khai ngộ được. Muốn rõ biết được chính mình, muốn khai ngộ rõ biết được chính mình mà lòng tin nó không có đầy đủ thì làm sao. Công phu nó chập chờn như thế thì làm sao mà cái đủ lực để mà đủ cái duyên để mà khai ngộ cho chính mình này. Nên cái vấn đề mà công phu á, mình thấy chư tổ đã từng đi qua thì vị nào cũng có những cái công phu khẩn thiết, đến khi mà thành tựu được đạo quả thì mới thấy được rằng tại sao á, cái chuyện nó dễ dàng mà mình phải chịu trôi lăn trong nhiều kiếp trầm luân trong sanh tử khổ đau như thế này. Rồi hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy nó như vậy đó, nhưng mà mình cũng làm hoài vừa rồi nó cũng không có tới nơi tới chốn được, rồi thấy sao nó khó quá, mà nó mình thấy khó quá mà mình không có cái khẩn thiết á, thì làm sao vượt qua được cái khó này. Khó thì chấp nhận khó đó, nhưng mà làm sao để vượt qua được cái khó này đấy, chứ đâu phải khó được mình thôi. Nếu khó mà thôi thì trên đời này đâu có mấy người mà được đọc. Nên hôm nay là cũng có được cái nhân duyên là để trao đổi với quý vị như thế. Thì giờ này có quý vị nào có những cái điều gì công phu mà nó có trở ngại thắc mắc đó thì mình nêu ra để chúng ta cùng trao đổi, để chia sẻ rút cái kinh nghiệm để tu hành. Và quý vị cứ trình bày để mà trao đổi với nhau để cái rút cái kinh nghiệm á, để chúng ta cùng nhau tu tập để đi đến cái chỗ thành tựu đạo quả, giác ngộ, giải thoát chính mình trong hiện tại cũng như trong cái tương lai. Bây giờ quý vị có thắc mắc thì cứ đề ra hỏi để rồi chúng ta chia sẻ với nhau, trao đổi cái kinh nghiệm của nhau, để mà người này hỏi thì người kia nghe cũng có cái sự mà học hỏi lẫn nhau, chia sẻ để trao đổi, để rút kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, để mà tinh tiến công phu và sớm thành tựu được cái đạo quả qua chính mình. Quý vị nào có thắc mắc gì cứ nêu ra, vì thời gian của chúng ta nó không có nhiều thì chúng ta cứ nêu ra hỏi, thì người này hỏi để tạo những cái duyên để giúp cho những cái người xung quanh để mà có cái chỗ mà kinh nghiệm á, để mà khẩn thiết công phu nó được tiến bộ một cách nó dễ dàng thuận lợi hơn.
À, quý hành giả nào chúng ta có câu hỏi thắc mắc thì hãy giơ tay lên. Quý vị cứ cứ mạnh dạn mình hỏi, là vì mình hỏi là để giải quyết cái thắc mắc cho chính mình, nhưng mà cũng tạo với những cái điều kiện á, giúp cho những cái người xung quanh mình cũng được cái lợi lạc đó. Bạch Hòa Thượng, có vị hành giả hỏi vậy, trước khi làm nó hay quên công phu, khi mình vô cái môi trường tu tập thì mình nhớ công phu, mà khi mình ra thì làm công việc này kia thì nó quên công phu, như vậy thì mình làm cách nào để cho mình có công việc mà vừa công việc vừa tu được ạ? Vừa nhớ tham. Thì cái hành giả này thắc mắc đó, hỏi đó, thì cái đó là một cái chung chung của tất cả hành giả, gần như đều giống nhau như vậy. Bởi vì khi mà là mình vào cái thiền đường, hoặc là mình vào cái thời khóa mình ngồi để mà mình tán tâm công phu á, thì cái công phu nó là tốt hơn. Còn cái lúc mà mình đi ra làm công việc thì nó bị phân tâm, nó phân tán theo cái công việc, rồi cái rồi nó không có, nó không có nhà, nó không có được liên tục, nó bị gián đoạn. Thì cái gián đoạn này mình phải chấp nhận thôi, bởi vì từ từ á rồi nó sẽ quen. Chứ còn mà mình cũng giống như mình tập, mà mình tập thì dần dần nó sẽ quen thôi. Chứ còn mình mới vô tham mà mình muốn một cách mà cho nó thuần thục thì cái tập khí trần lao của mình nó nhiều quá, mà làm sao mà mình công phu mà nó ngon lành được. Mình từ trong cái thờ mình ngồi téo chân ở trong thiền đường, hay là ở trong cái thờ khóa mình đã nhất định, rồi khi mà mình xả thiền mình đi ra làm công việc mà công phu nó giống như nhau, rồi cái lúc mình làm ban ngày, rồi cái lúc mà mình đi ngủ ban đêm mà mình công phu như gọi là nó liên tục như thế đó, thực sự là nó không có dễ chút nào, không có dễ đâu. Mà mình có được cái lòng tin kiên cố, mặc dù á là cái công phu này nó không được trọn vẹn, nhưng mà mình có cái sự mà khẩn thiết muốn khai ngộ cho chính mình, mặc dù công phu không được á, mà lòng tin này nó cũng vẫn là mạnh dạn, khẩn thiết công phu liên nó như giờ mình đề khỏi cái câu thoại lên mình tham trong cái giai đoạn đầu đi, trong 5 phút đồng hồ thôi mà công phu nó được ngon lành 5 phút. Vì qua cái giờ sau đó mình cũng công phu lại, mình cũng được 5 phút, 12, 3 lần được 5 phút thôi, nhưng mà nó tăng dần lên á, được 6 phút hoặc là 10 phút, như vậy cũng là tốt lắm rồi đó. Không phải dễ đâu. Mình ví dụ như giờ mình ngồi thiền nửa giờ ngồi, nửa giờ đi, mà mình nửa giờ ngồi mà mình bước đầu vô ngồi á, mình chỉ 5 phút mình cho ngon lành thôi, rồi mình đi
nó cũng đi trong công phu á 5 phút cho ngon lành thôi, rồi còn bao nhiêu phút còn lại đó nó bị vọng tưởng trần lao nó chi phối, cũng chấp nhận được. Nhưng mà nó chỉ ngon trong 5 phút đầu, rồi sau đó từ từ nó bị vọng tưởng nó chi phối mà chúng ta đã kiểm soát được, biết rằng nó có vọng tưởng chi phối đó, nó không có được trọn vẹn đó, nhưng mà mình sẽ cố gắng khắc phục, từ 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 nó sẽ đi vào cái chỗ nó ngon là công phu nó tốt đẹp hơn. Chứ còn mình như không mà mình nói cái công phu nghiêng mặt luôn, không có gián đoạn một chút chút nào á, thật sự là không có dễ đâu. Với cái thiện căn mà nó mỏng manh, gọi là phước mỏng mà nghiệp dày của chúng ta, mà muốn đề công phu cho nó ngon lành như vậy đó, để mà nó thành tựu được đạo quả một cách nó mau chóng, thật sự là nó không có dễ đâu. Cho nên á quý vị đừng có nản, vì thấy mình sao khó khăn quá thì nó khó, nhưng mà mình phải hết lòng và phải chịu khó, mình phải nhẫn nại để mà khắc phục mọi cái khó để vượt qua, chứ còn mình không có dễ chút nào đâu. Bởi vì cái vọng tưởng mà trần lao là cái nghiệp của mình, mà cái nghiệp của mình trong nhiều kiếp nó vọng tưởng trần lao như vậy rồi, mà bây giờ mình nhất thời mà mình muốn cho nó quét sạch hết á, nó không có dễ đâu, nó trần thân lắm, không có dễ đâu. Phải cố gắng mới được, phải kham nhẫn mới được, chứ còn mình không có coi kham nhẫn, không có cố gắng thì mình không có vượt qua nổi cái nghiệp của mình đâu. Đó là cái nghiệp đó, cái nghiệp của mình nó chi phối, nó làm cho mình phải chịu chướng duyên như vậy đó, nó trở ngại như vậy đó, chứ đâu phải dễ gì mà nó suôn sẻ một cách ngon lành đâu. Có gì nào có cái thắc mắc này, cái nêu ra đi. Mời quý vị hành giả tiếp theo. Hành giả hay ngại à? Mình là mình có cái sự chia sẻ để mà kinh nghiệm với nhau, để mà chúng ta cái kinh nghiệm mà công phu cho nó được tiến bộ. Bởi vì mà mình hỏi á, thì nhiều khi á mình hỏi á, mà nó cũng đem lại những cái lợi ích cho mình, mà cũng có khi á mà nó cũng là tạo những cái duyên á, lợi ích cho những cái người hành giả là bạn đồng tham nữa. Cho nên chúng ta cứ mạnh dạn mà hỏi để tạo những cái thắng duyên cho các bạn đồng tham á, được cái gọi là Bạch Hòa Thượng có hành giả hỏi tiếp nữa, thì làm có cách nào để có cái sự công phu liên tục ở trong động? cái công phu mà nó liên tục trong động là chỉ có cái là mình muốn rõ biết được chính mình. Bởi vì cái rõ biết được chính mình á, mà mình không rõ biết được, thì cái sự thao thức đó
nó làm cho mình quên ăn, quên ngủ, chứ không phải là với cái công việc mà làm bình thường. Vì những cái công việc bình thường đó mà nó cũng không có như khi đó, mà mình đã có cái sự mà thao thức á, mà mình muốn rõ biết được chính mình mà mình rõ biết không được, thì cái sự thao thức này nè nó làm cho mình quên ăn quên ngủ, thì cái đó nó cái động lực thúc giục cho chúng ta à, cái công phu nó kéo dài, chứ còn nó đâu có cách nào được đâu, nó không có cách nào hết trơn á. Nếu mà nó có cái cách á, thì thật tổ đã chỉ cách cho chúng ta rồi, chỉ cách làm như thế để mà nó mau được khai ngộ, mau được kiến tánh, thì Phật tổ chỉ cho chúng ta chứ đâu có để cho chúng ta phải chìm đắm lặng thục như thế này. Thấy không, mình chìm đắm trôi lăn trong sanh tử tầm luân như vậy nè, nhiều kiếp khổ đau như vậy nè, Phật thấy cũng xót thương lắm chứ, nhưng mà đâu có cách nào khác được nữa đâu, tại vì mình không có phát tâm, mình không có dũng mãnh, mình không có muốn thao thức để mà hiểu được, biết được chính mình, mà mình không có sự thao thức rõ biết chính mình thì ai là giúp cho mình được? Phật giúp cũng không được nữa. Nếu mà Phật giúp được thì Phật giúp cho chúng ta xong hết rồi, đâu có để cho chúng ta phải chìm đắm mà trong cái khổ đau đâu, trôi lăn trong sanh tử nó nhiều kiếp mà nó vất vả như vậy đâu. Phật thấy Phật cũng xót thương lắm chứ, nhưng mà cũng không có cách nào được. Cho nên cái mà mình tự giải quyết cho mình thôi à, mình có cái giải quyết cho mình bằng cách nào? Đề câu thoại lên là cái câu thoại là hỏi về chính mình. Ví dụ như khi trời đất chưa có, ta là cái gì? Trời đất mà chưa có đó, thì cái chỗ này là cái gì? Cái ta là cái gì? Trời đất chưa có, thân này cũng không có nữa, ta mẹ cũng không có luôn, thì ai sanh ra ta? Mà trời đất chưa có thì ta ở chỗ nào? Chỗ này chúng ta sẽ thấy được cái chỗ đó thì mình phải có cái chỗ khẩn thiết được. Cái khẩn thiết á là mình muốn rõ biết được chính mình mà rõ biết không được, cái này nó mới thúc giục cho chúng ta không có nhàm mỏi được, không có thể nào lơ là được. Chứ còn nếu mà chỉ được á thì Phật tổ sẽ chỉ chúng ta à, ông phải làm như thế sẽ được như thế, đúng không? Cho nên cái chỗ này một cái chỗ mà mình phải hết sức phải tiết chính mình phải khẩn thiết để mà mình đề câu thoại tham cứu. Mình tham cứu thì mình mới nhận ra được chính mình, chứ còn Phật tổ cũng muốn giúp mình á cũng không làm sao giúp được nữa. Chứ nếu mà Phật tổ mà giúp được thì giúp cho chúng sanh giải thoát hết rồi, chứ đâu để chúng sanh phải chìm đắm trong cái sanh tử tập đông mà đau khổ mê lầm trong nhiều kiếp như vậy đâu. Quý vị thấy không? Nếu mà mình suy gẫm lại mà mình thấy được ấy, cái cảnh đời thì nỗi khổ của chúng sanh làm sao mà diễn tả cho hết được.
như ngài Lai Quả nói, chúng ta mà có cái sanh tử này là một cái đại bệnh. Sanh tử đại bệnh này nè, giờ mình muốn chữa nó làm sao mà chữa cho được đây? Mình chỉ có cái là mình tin tưởng. Mình muốn thấy được cái sự vô thường này nè, mình không có làm chủ được nè, mà mình muốn làm sao để thoát được chính mình này nè, thoát được cái vô thường này nè, mình muốn rõ biết được chính mình nè, thì cái đó là cái động lực để cho mình công phu nó khẩn thiết, chứ còn nó không có cách nào hết trơn. Dạ, con kính thưa thầy và con kính thưa đại chúng. Con thưa với thầy, thầy giảng cho con rõ là cái thắc mắc của con á, là lúc mà đề khởi câu thoại đầu á, cái tâm á, mà chưa có phát khởi nghi tình được á, thì cái tâm á, nó trải qua cái bệnh nó như thế nào, để mà thầy giảng cho con cái thực tế để tụi con dễ nhận rõ hơn. Và đến khi á, cái tâm mình mà gọi là đề khởi câu hỏi đầu mà cái nghi tình nó được phát khởi á, thì nó tụi con sẽ nhìn thấy cái thực tế nó như thế nào. Con muốn thượng tọa giảng rõ cho con biết giữa hai cái tâm đề khởi câu hỏi đầu lúc nghi tình chưa phát khởi và lúc nghi tình được phát khởi, con muốn biết hai cái tâm vậy tặng con thấy rõ. Dầu gì thì một buổi ban đầu thì tụi con cũng phải có cần có cái sự tác ý để tụi con á, nhìn vào đó biết rằng là cái tác ý là cái tâm bệnh, nhưng mà tụi con là hàng sơ cơ, tụi con cũng cần biết rồi để từ từ vượt qua. Con cảm ơn thượng tọa giải thích cho con rõ cái vấn đề này. Thì cái mình đề câu thoại á mà cái nghi tình nó chưa phát khởi, ví dụ như giờ khi trời đất chưa có, ta là cái gì, thì cái nghi tình nó đâu có chưa phát khởi được, hiểu không? Thì như vậy đó, mà mình cứ hỏi mãi như vậy đó, mình hỏi một thời gian thì là cái tâm ban đầu này cũng giống như mình niệm thoại đầu vậy, mình hỏi mà cái nghi tình nó chưa phát, thì mình hỏi một thời gian á, một thời gian mình hỏi một thời gian dài à, thì cái nghi tình nó sẽ phát khởi ngay. Vì mình hỏi á, là mình hỏi về chính mình thật sự mình hỏi về chính mình nè. Khi trời đất mà chưa có, ta là gì, ta là cái gì, và bởi vì núi sông đất đai đều ở trên cái quả đất này, núi sông đều ở trên quả đất này, cha mẹ cỏ cây cũng đều ở trên cái quả đất này, đúng không? Mà trời đất chưa có thì ta là cái gì? Trời đất chưa có thì cha mẹ cũng chưa có, thì ai lại sanh cho ta? Thì ngay cái chỗ này nè, sẽ có cái thắc mắc. Mình không biết được, mình không biết đó. Mình hỏi cái chỗ này mà mình không biết được, thì cái thắc mắc nó sẽ phát khởi liền. Cái thắc mắc nó phát khởi là nghi tình. Cái nghi tình là ngay chỗ này, hiểu không? Cái thắc mắc là nghi tình đấy. Cái thắc mắc là gì? Mình hỏi mà mình không nhận ra, mình hỏi về cái chỗ trời đất chưa có, ta là gì, mình nhìn ngay chỗ này nè, mình nhìn vào cái chỗ trời đất chưa có, ta là cái gì, mình không biết được, mình không biết được cái ta là gì.
mình hỏi nữa, hỏi mà mình nhìn ngay cái chỗ không hỏi đó, mình muốn biết cái chỗ trời đất chưa có ta đã đi. Thì mình hỏi đi hỏi lại nhiều lần, vì cái sự thắc mắc đó nó sẽ phát khởi, là nghi tình đó, nó sẽ phát khởi. Thì cái nghi tình nó phát khởi ngay chỗ này, cái chỗ ta là cái gì đó mình không nhận ra được, mình muốn biết mà biết không được. Muốn biết ta là cái gì đó mình biết không được. Mình nhìn cái chỗ trời đất chưa có đó, coi ta là cái gì thì mình không thấy, là cái gì mình biết không được. Thì ngay chỗ này nó sẽ có cái sự thắc mắc. Nếu mà nó giữ cái chỗ này á, thì nó kéo dài á, thì gọi là cái nghi tình kéo dài, hiểu không? Thầy nói vậy có hiểu không? À. À, thưa thầy, con có hiểu được chút chút, con cảm ơn thầy. Dưới sẵn đây con thưa với thầy vậy, con á, thì con tha cái câu thoại đầu á, khi chưa có trời đất ta là cái gì, thì mới đầu á, thì con cũng tha một thời gian cũng lâu lâu rồi, mà con cảm thấy nó như thầy đã từng nói đó, nó giống như là gặm cái gỗ mục vậy đó, rồi nó không có mùi vị gì hết á, rồi trong tâm đôi khi nó chán nản đề không nổi, có nghĩa là nó nặng nề. Vì trong tâm thì thích cái sự thay đổi, đôi khi con cái câu thoại đầu, đôi khi cái con trở tới trở lui, khi trời đất chưa có ta là cái gì, rồi khi thì đề khởi, khi chưa có trời chưa có đất ta là cái gì, gọi là con tạo cho cái tâm con nó có cái sự nhấn nhá để nó có cái sự mới mẻ trong tâm. Nhưng mà rồi cái con cũng chỉ chiết, con cứ đề gọi là đề theo cái ý của câu thoại, nhưng mà đến một cái lúc thời gian sau á, thì con thấy á, là cái sự đề á, thì nó được nhẹ được chút xíu. Như vậy là cái sự nhẹ đó, là thưa thầy, có phải là cái nghi tình á, là nó có cái sự phát khởi chút chút chưa thưa thầy? Con cảm ơn thầy giảng rõ cho con hiểu theo cái ý này, con cảm ơn thầy. Thì cái chỗ mà mình tham thiền một thời gian á, vì cái câu thoại đầu lúc ban đầu á, thì thật sự là nó không có mùi vị gì cả. Mình đề câu thoại á, là mình hỏi về chính mình, thì cái hỏi về chính mình á, thì nó đâu có mùi vị gì đâu. Nhưng mà mình hỏi một thời gian á, thì mình thấy có mùi vị á, là cái chỗ là và cha mẹ núi sông cũng như là điều trên cái quả đất này, mà trời đất mà chưa có đó thì cha mẹ cũng chưa có, như vậy đó ta là gì. Thì mình hỏi tới chỗ này á, thì nó có cái mùi vị đó, cái mùi vị là mình mới thấy được cái mùi vị đó, là nó thắc mắc à, như vậy là ta là cái gì. Tất cả đều ở trên cái quả đất này, mà trời đất mà chưa có thì ta là cái gì. Thì chỗ này là mình mới thắc mắc được, nó có thắc mắc á, thì mình mới thấy được cái chỗ là cái mùi vị đó, là cái nghi tình đó. Mà mình khẩn thiết á, thì cái nghi tình này á, nó mới mạnh được. Mình có sự thao thức á, thì cái nghi tình này nó mới mạnh. Và cái sự thao thức đó cũng gọi là mùi vị. Mình có thao thức đề câu thoại mà mình không nhận ra được, thì mình cái sự thao thức đó là mình có cái cảm nhận đó, cũng như cái mùi vị của câu thoại.
thì chư tổ tham thiền cũng giống như chúng ta vậy, lúc đầu cũng đề câu thoại đó, mà hoặc là những cái phương tiện nào mà chư tổ chỉ làm cho mình phát khởi cái nghi tình mà mình không biết được, cũng là cái phương tiện của chư tổ. Mà chúng ta bây giờ mình không có còn cái cơ hội này được nữa, thì mình phải gặm nhấm cái câu thoại, gặm nhấm cái câu thoại mà mình tham cứu lâu ngày á, thì cái nghi tình nó mới phát khởi. Mà nghi tình nó phát khởi á, mà nó dũng mãnh, nó mạnh lên á, thì cái sự thao thức á, mình muốn rõ biết được chính mình mà biết không được, thì cái đó là mùi vị. Cái mùi vị này nè, thì mình nếm được cái chỗ mùi vị này thì mình mới gọi là thao thức trong cái thời gian mình công phu, cũng giống như mình thời gian mình làm việc, mình làm cái công việc á, nó cũng thao thức cái chỗ này. Mình muốn rõ biết được chính mình mà mình không biết được, thì trong cái ban ngày cũng như ban đêm mà mình cứ thao thức cái chỗ này, mình đang ngồi thiền mình cũng thao thức cái chỗ này, mà mình đang làm công việc mình cũng nhớ đến cái chỗ này. Vì vậy đó, nó mới gọi cái công phu nó có một chút mùi vị đó. Con xin cảm ơn thầy, thì con cũng xin chia sẻ với các bạn hành giả tham thiền là vậy. Thì cũng cái tâm của tụi con là hành giả thuộc hàng sơ tham, thì ai cũng có cái sự yếu đuối, rồi cái sự gọi là không hiểu biết, rồi nó cũng nhiều thứ, thành ra cũng nhờ cái chị Chiết, cái như là tụi con cũng ráng theo cái lớp Zoom rồi nghe tất cả các thầy, các hòa thượng rồi trong tông phong rồi giảng pháp, rồi lên nghe những bạn hành giả tham thiền đôi khi hỏi về cái ý này ý kia, thì cũng là ai cũng phải trải qua những cái bệnh đó, thì cũng nhờ gặp thầy giảng pháp rồi nghe những hành giả nói lên, thì thành ra nhờ nhờ cái nghe nghe nhờ lên Zoom vậy đó, thì thành ra nó tạo cái tha lực mà nó thúc đẩy cho cái tự lực của tụi con lớn từ từ. Thì con cũng chia sẻ vậy thôi, cũng nhờ vậy là tụi con mới có sự tiến bộ, chứ nếu như mà không có thường lên nghe thầy giảng pháp, và cũng như là không có nghe các bạn hành giả mà nói lên những cái ý kiến đó, thì sự thật mà nói thì coi như là tụi con cũng trở về con số không, chứ cũng dậm hoặc là dậm chân tại chỗ, chứ cũng không có tiến được bước nào. Thì con cũng xin chia sẻ vậy, thì cái sự mà đôi khi con không biết là có nhích được bước nào hay không, nhưng mà cái sự là thích lên Zoom để nghe thầy giảng pháp, cũng như là thích nghe các bạn hành giả trao đổi qua cái ý kiến đó, thì nhờ cái sự thích vậy thì con cũng con thấy là con có cái sự ham thích về cái pháp môn hơn á, đã con xin chia sẻ vậy. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn đại chúng. Cái chỗ này nè thì gọi là trưởng dưỡng thiện căn, mình bồi đắp cái phước huệ đời này và đời sau. Thì cái chỗ mà mình có cái tâm mà thao thức đó đó, để đề khởi câu thoại tham cứu, mặc dù mình chưa có khai ngộ được, nhưng mà cũng là trưởng dưỡng cái thiện căn, mình bồi đắp cái phước huệ đó cho đời này và đời sau. Đời này chưa được thì cũng là cái nhân, cái chánh nhân cho đời sau. Cái chánh nhân cho đời sau á, mình được cái thiện căn này, được cái chánh nhân này nó gieo trồng, thì đời sau mình gặp lại nó dễ lắm. Nó dễ gặp lại lắm. Còn không á thì giống như như Ngài Lai Quả nói á, chúng ta đã trôi răng trong cái trần lao này, sanh tử này nè, nhiều kiếp đó, mình làm cái thân khác,
thân của cái trong cái lục đạo này nè, đâu phải mình dễ gì được cái thân người đâu, đúng không? Mình dễ gì được cái thân người mà lục căn nó đầy đủ khỏe mạnh tốt đẹp như vậy đâu. Mình được cái lục căn mà nó đầy đủ mà được khỏe mạnh vậy nè, đó cũng là cái phước đức nhân duyên mình đã có gieo trồng trong nhiều kiếp rồi. Mà mình được cái gieo trồng một cái chánh pháp nữa, cái chánh nhân này nè, để đời sau á mình cũng được cái thân người, rồi mình cũng gặp được cái Phật pháp, và để khơi lại những cái chánh nhân này tiếp tục mình tham cứu nữa. Mặc dù mình chưa khai ngộ được, nhưng mà cái chánh nhân này nó có gieo trồng, mặc dù nó trong nhiều kiếp mình nó cũng vất vả đó, trôi lăn đó, nhưng mà nó có được cái chánh nhân thì cái chánh quả nó sẽ đến với mình. Thì đời này nó không có khai ngộ được thì đời sau nó cũng khai ngộ. Cái sợ nhất là cái chánh nhân này mà nó bị hủy hoại, mình thối thác cái chánh nhân này mà mình bỏ bê cái chánh nhân này thì cái đời sau làm sao mình giữ được, đúng không? Đời này mà mình không có thao thức đó, mình không có quyết tâm quyết chí á, để cho nó trôi lăn trong cái tầng lao đó, thì cái nhân của đời này mà nó còn eo uột như thế thì đời sau nó sẽ yếu hơn. Bất cái thân người thì nó dễ rơi vào trong cái cảnh xúc nhập, đúng không? Nó làm cái thân của súc sanh rồi thì làm sao nói đến cái chỗ tu hành này được nữa. Cho nên mất thân người rồi thì nó trôi lăn trong sanh tử, quay trở lại được cái thân người thì nó cần ai lắm chứ đâu phải dễ đâu, thấy không? Mình tạo những cái duyên để mà gần gũi được cái Phật pháp, mà được cái thân người thì nó thật sự là như Phật nói á, nó khó khăn dữ lắm, nó không có phải dễ được đâu. Mà mình hôm nay mình được thân người nè, thấy không? Còn mình được cái lục căn đầy đủ nè, mình được có cái trí huệ minh mẫn nè, mà được gặp được chánh pháp nữa, mà phát được cái tính tâm tu hành thì mình thấy mình hơn bao nhiêu bậc rồi đó. Mình được vượt qua được bao nhiêu cái khó khăn rồi đó mới được như thế này. Mà mình không có khẩn thiết để mà tận dụng cái tâm lực công phu tu hành để mà sớm khai ngộ được ấy, thì để nó mất đi cái thân người này, mất đi cái cơ hội này thì làm sao mà không phải là thấy uổng không? Uổng nhiều lắm. Nên ta cố gắng lại nha.